Xin chào các bác, xin chào các bạn đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một sản phẩm tiếp theo với các bác, với các bạn. Đó chính là cái củ tam thất. Hôm nay ý tưởng của tôi là sẽ dùng cái củ tam thất tươi này để chúng tôi ngâm rượu. Đây các bác, củ tam thất tươi này. Cái củ tam thất tươi này có một cái đặc điểm là nó còn rất nhiều rễ, nó không nhẵn nhụi như những cái củ tam thất mà thường các bác thấy ở trên thị trường. Hai nữa là cái đặc điểm của củ tam thất tươi thì nó mềm. Và chúng tôi cũng đã cố gắng nhiều lần là chúng tôi dùng cái củ này này để chúng tôi thử khơi khô, nhưng mà nó không thể đạt được cái độ khô như của bên Trung Quốc. Thì chúng tôi cũng có tìm hiểu ra thì người ta nói là ở bên Trung Quốc người ta dùng cái phương pháp gọi là phương pháp sấy lạnh. Nhiệt độ bao nhiêu để ra được cái mẻ tam thất mà cũng chắc lịch như thế thì tôi cũng không được rõ. Đây cũng là cái bí quyết của người ta. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu các bác là cái phương pháp mà chế biến cái củ tam thất tươi này. Củ tam thất tươi này thì có hai cách chế biến chính. Một là các bác dùng để rửa sạch đi này, xong các bác dùng để ngâm mật ong. Đây tôi đã chuẩn bị một ít mật ong rồi. Cái mật ong các bác để ý xem, cái lọ này của tôi nó bị đẩy rất căng vì cái khí ga ở trong cái mật ong này rất là lớn. Hai nữa là ngoài cái ngâm mật ong ra thì các bác có thể dùng cái củ tam thất tươi này để các bác hầm gà, hầm chim bồ câu, có thể là các bác hầm để lấy nước dùng trực tiếp vẫn được các bác. Hoặc là các bác một cách chế biến nữa là các bác phơi khô. Phơi khô thì có thể các bác để nguyên cả củ là các bác phơi khô cũng được, hoặc là các bác thái lát ra các bác phơi khô. Nếu một số bác thì có thể là bảo quản nguyên cái củ tươi này để trong tủ lạnh thì đấy cũng là một cách. Nhưng mà thông thường thì là có ngâm mật ong này, một này, hai là hầm gà, hầm chim bồ câu này, ba là thái lát ra phơi khô hoặc để vào củ phơi khô này. Còn một cách nữa là mang ra ngâm rượu. Nhưng mà cái cách này thì hôm nay tôi sẽ thử một vài củ tôi mang ngâm rượu xem nó như thế nào. Rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ đi chế biến cái củ tam thất tươi này cho nó sạch sẽ rồi chúng ta vào sẽ chế biến tiếp nha. Đây, thưa các bạn, là cái cách cái rửa cái củ tam thất thì cũng đơn giản thôi. Các bạn là đây là củ tam thất còn nguyên đất, các bạn ngâm lúc thì các bạn dùng bàn chải các bạn là đánh sạch sẽ dưới chậu nước là được nha. Đấy, cứ như thế lần lượt các bạn đã rửa hết toàn bộ các cái củ tam thất. Nếu mà đây mà nên nói về số lượng ít thôi, còn nếu số lượng nhiều thì các bạn nên dùng cái vòi nước có cái áp lực cao các bạn xịt. Sau khi các bạn rửa xong sơ qua rồi thì các bạn nên bắt đầu sẽ rửa lại một lần nữa. Lần này sẽ làm kỹ hơn. Thì củ tam thất mới sạch được. Ví dụ như là cái tôi sẽ lấy cái củ này nó khó rửa hơn này các bạn này. Đây. Thì các bạn để dùng dao các bạn là cắt toàn bộ cái phần, tách toàn bộ cái phần này ra nhé. Đấy, tách toàn bộ phần rễ này ra nhé, các bạn tách toàn bộ phần rễ này ra. Đấy, sau đó là các bạn lại đánh sạch sẽ lại nhé. Các bạn đánh rửa sạch sẽ lại. Nếu còn chỗ nào mà chưa sạch lắm thì các bạn dùng cái bàn chải con này các bạn chải sạch đi. Đấy. Đấy, thì bây giờ củ tam thất rất là sạch sẽ rồi. Đây, cách rửa củ tam thất là như thế nha. Rồi, xin chào các bạn. Đây, thưa các bác, là cái củ tam thất sau khi
chúng tôi đã rửa xong rồi đây và phơi rót nước các bạn nhé. Thì dễ nói thì nó dính vào bên này thì chúng tôi đã cắt ra để gọn lòng đĩa đây. Và có 3 phương pháp chế biến chính. Phương pháp thứ nhất là ngâm mật ong. Phương pháp thứ hai là hầm gà, hầm chim, hầm câu. Hoặc là hầm không cũng được để nấu lấy nước dùng. Và phương pháp thứ ba là phơi khô, thì các bạn có thể phơi cả củ hôm nay. Hoặc là các bạn có thể sấy cả củ hoặc thái lát ra thì miếng là thôi. Một phương pháp nữa thì hôm nay tôi sẽ thử áp dụng, đó là tôi thử ngâm rượu một chút xem nào. Thế thì cái củ hôm nay là tôi sẽ dùng cái củ này, tôi thái lát ngâm một đong để các bạn xem nhé. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành thái lát và ngâm rượu cho các bác xem cùng nhé. Đây cũng không có gì khó khăn lắm các bạn, chỉ được thái ra thôi. Đấy các bạn có thể thái dọc ra này nhé, cũng được. Mà bạn nào có lười thì thái ngang cũng được, chẳng sao cả các bạn nhé. Các bạn có thể thái bát này cũng được, không sao. Đây, này các bạn có thể thái bát thành những miếng này cũng được, không vấn đề gì. Đấy, có hai cái cách thái đấy. Thì các bạn cứ thế là thái, tiếp tục thái nhé. Rồi tôi sẽ thái hết chỗ này cho các bạn xem nhé. Đây là tôi đã thái xong rồi đây các bạn này. Thái xong rồi các bạn nhé. Rồi cái thái xong này thì sẽ dùng để ngâm mật ong các bạn. Vâng, cái còn lại cái chỗ chưa thái này tôi sẽ dùng để tôi phơi khô một ít. Rồi cuối video này các bác sẽ được xem cái hình ảnh phơi khô của chúng tôi nhé, xem nó cả củ nó phơi khô và sấy khô xem nó tắt lại như thế này. Phơi khô một ít này và tôi mang một ít ra tôi ngâm rượu, chủ yếu là ngâm rượu cái phần rễ này thôi các bác này. Đấy này thì thôi, cái này là dành cho chị em phụ nữ này, còn là cái này thì ta tự thưởng thức nhé. Nói vậy thôi, cái này cái nhà đông vẫn dùng tốt các bác nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ cho vào lọ để tôi ngâm nhé. Đây lọ để ngâm tam thất đây, đơn giản thôi các bác cứ cho vào thôi, không được cầu kỳ đâu. Nhà ta dùng lấy dốc nước để khô rồi, là cứ hơi cho vào thôi, không phải không gọi gì đó, các bác cứ cho vào. Rồi, bây giờ các bác sẽ nốt mật ong rồi nhá. Ở đây là mật ong các bác. Nó có bọt mật ong rừng. Các bác nào có muốn nhu cầu sử dụng mật ong rừng thì liên hệ thôi nhé. Nó có nhiều loại lắm. Đây là cái loại mật ong khoái rừng đây. Chỗ này chắc là không đủ được phục vụ quý bà rồi. Tôi sẽ phải lấy thêm mật vào đây. Đây các bác. Tôi tiếp tục lấy mật để bổ sung người rót thêm vào đây các bác nhé. Rót vào đủ. Rồi. Mật ong đã rót rồi, ngập rồi các bạn. Ngập rồi đấy. Nếu bác nào cẩn thận thì lấy cái đồ gì chèn cái que các bác chèn xuống.
không thì các bác cứ để cái này xong nó ngấm mật ong nó sẽ chìm xuống thôi mà. Nó chỉ nổi một chút này thôi, không sao cả các bác. Đây, các bác này. Đấy, đây, một đoạn mật nó nằm ở dưới này. Đấy. Đang nổi này nhá, mấy ngày sau thì nó sẽ chìm xuống các bác mà. Thôi bây giờ thì sẽ cất cái chỗ này vào trong cái chỗ không có ánh sáng nha, chỗ nơi ẩm ẩm mát mát được các bác. Rồi bây giờ đến là công đoạn thứ hai. Đấy, công đoạn này các chị em phụ nữ chắc không thích. Mà kệ nha. Đây các bạn. Em hơi cho em thử ngâm rượu xem thế nào. Rượu này các bác nhá, dùng cái loại rượu dưới 40 độ thôi các bác. Đây, rượu này của bọn em là từ 35 đến 40 độ, dao động trong tầm đấy là được các bác nhá. Rồi, xoay chậm nắp, cất đi thôi. Đây, các bác nghe. Bây giờ đã xong cái việc ngâm rượu rồi. Rồi. Xin cảm ơn các bác đã xem video của chúng tôi. Các bác hãy kích vào nút đăng ký kênh để luôn luôn nhận được những video mới nhất. Và các bác có nhu cầu mua củ tam thất tươi thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Chính là cái số điện thoại mà đang hiện trên màn hình của các bác. Xin cảm ơn các bác. Chào và hẹn gặp lại các bác.